khi bấn Trương Nguyễn được rao đấu giá tại Pháp. Lâm Đồng bắt kẻ bạo hành con ruột dã man. Công an Quảng Nam thông tin vụ cháu bé 5 tuổi bị kẻ cầm búa đánh thiệt mạng. Cùng chuyên mục nhà nông thông minh gặp gỡ chàng trai Hậu Giang khởi nghiệp với cá tai tượng da beo, đút túi hàng trăm triệu mỗi năm. Xin kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung nổi bật nhất sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi là Minh Phương và Bích Hồng sẽ là những người dẫn bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Rất vui được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ kính mời quý vị cùng tìm hiểu lai lịch của ấn vàng Triều Nguyễn chuẩn bị được đấu giá tại Pháp vào ngày 31 tháng 10 tới đây. Kính thưa quý vị, theo tin tức chính thức của Moulin, hãng đấu giá ra đời từ năm 1928, có trụ sở tại Paris của Pháp. Đợt này hãng sẽ đưa ra 329 cổ vật đấu giá, trong đó thì có món cổ vật của nhà Nguyễn giai đoạn 1802-1945. Kim ấn Triều Nguyễn dưới thời Minh Mạng được nhà đấu giá Gruot giới thiệu trên trang web chính thức với mức khởi điểm từ 2 đến 3 triệu euro, khoảng 48,1 tỷ đồng đến 72,2 tỷ đồng. Thông tin này sẽ mở đầu cho chuyên mục tin nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Tin chắc rằng sẽ thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm cổ vật trong nước và quốc tế. Bởi kim ấn Triều Nguyễn dưới thời Minh Mạng được xem là một trong những cổ vật quý giá nhất Việt Nam. Thông tin mô tả của đơn vị tổ chức đấu giá cho biết đây là kim ấn Triều Nguyễn được làm bằng vàng quý hiếm, đúc vào năm 1823 Triều Minh Mạng, 1820-1841, gồm một đế vuông kép xếp chồng lên nhau. Kích thước của cổ vật cao 10,4 cm, mặt ấn hình vuông 13,8 cm x 13,7 cm, nặng 10,78 kg. Quai ấn đúc hình con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng. Trán rồng có khắc chữ, vây lưng và đuôi rồng dựng đứng, bốn chân rồng đúc hiển thị rõ năm móng. Mặt trên của ấn và hai bên quai ấn có khắc chìm hai dòng chữ Hán: Minh Mạng tứ niên, Nhị Nguyệt, Sơ tứ nhật. Cái thời chú tạo, tạm dịch, đúc vào giờ lành, ngày 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ tư. Và thập thành hoàng kim, trọng nhị, bách bát thập lạng, cửu tiền nhị phân, tạm dịch, là bằng vàng rồng có trọng lượng 280 lạng, 9 tiền và 2 phân, tương đương với trọng lượng 10,7 kg. Trong khi đó, phần mặt dưới khắc nổi bốn chữ Hoàng đế chi bảo, tạm dịch, báu vật của Hoàng đế. Đây vốn là một trong những chiếc ấn quan trọng nhất của Triều Nguyễn, chỉ được sử dụng cho sắc phong quan trọng nhất. Trong phần mô tả thông tin của nhà đấu giá Raoul, trong suốt 143 năm Triều Nguyễn, ấn được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như vàng, ngọc, ngà voi, bạc, đồng, được các thành viên hoàng gia sử dụng tùy theo từng cấp bậc. Triều Nguyễn tạo tác và dùng nhiều loại ấn triện. Trong đó quý nhất là ấn làm bằng vàng, gọi là kim ấn. Triện làm bằng ngọc, gọi là ngọc tỷ. Ở thời vua Minh Mạng có 15 chiếc ấn bằng ngọc và vàng được chế tác, trong số đó bao gồm cả món cổ vật đang được đưa ra đấu giá tới đây. Được biết, phiên đấu giá được nhà đấu giá Moulin tổ chức vào 11 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2022 tới đây, theo giờ của Paris. Chuyển sang một thông tin vô cùng thú vị tại tỉnh Khánh Hòa. Thưa quý vị, mới đây tại cảng cá Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đã bắt được một con cá nạng nặng gần cả 100 kg, được coi là loại cá khổng lồ của đại dương. Cá nạng được nhiều nước trên thế giới liệt vào loài hải sản quý hiếm cần được bảo vệ, tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Do cá nạng nặng gần cả 100 kg nên nhiều bạn hàng trên bến đã hợp sức đưa con cá nạng lên xe ba gác để chuyển ra nơi tập trung trên cảng. Đây là loại cá lớn được coi như gã khổng lồ của đại dương, có thể phát triển chiều rộng lên tới 9 mét, có con nặng lên đến cả tạ hoặc cả tấn. Do cá nạng có giá trị dùng để làm thuốc cùng nhiều lợi ích, nên nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chính sách bảo vệ loài sinh vật biển này, tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng trước lối đánh bắt bừa bãi của con người. Dù cá nạng được thương lái mua với giá 20.000 đồng một ký, mang nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân, nhưng việc đánh bắt được loại cá hiếm hoi này cũng là lời báo động, rất cần được ngành chức năng địa phương tăng cường việc tuyên truyền đến ngư dân về ý thức bảo tồn các loài sinh vật biển quý hiếm cần được bảo vệ. Quý vị thân mến, một vụ sạt lở sông Tiền đã xảy ra ở xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vào lúc nửa đêm ngày 18 tháng 10 vừa qua, khiến cho nhiều người dân nơi đây vô cùng bất an.
Phóng viên tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết đến quý vị ngay sau đây. Sạt lở làm hàng trăm mét khối đất cùng hàng chục cây cối rơi xuống sông, ước tính thiệt hại khoảng 26 triệu đồng. Điểm sạt lở chỉ cách nhà dân từ 25 đến 50 mét và chỉ cách lộ nhựa liên xã Cù Lao trên 100 mét. Hiện khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết rạn nứt, dòng nước thì chảy rất xiết và xoáy vào bờ nên nguy cơ xảy ra sạt lở vẫn còn rất cao. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các ngành chuyên môn cùng địa phương đã đến hiện trường khảo sát, theo dõi tình hình, đo đạc độ sâu, đồng thời thực hiện các biện pháp kéo giăng dây, cảnh báo khu vực nguy hiểm, đề xuất các giải pháp bố trí tái định cư giúp bà con ổn định cuộc sống. Còn ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong vài ngày qua đã ghi nhận tình trạng mưa lớn. Ngoài nhiều tuyến đường bị ngập trong nước, đáng chú ý là hai khu vực núi lớn và núi nhỏ đã xảy ra tình trạng sạt lở. Và có thể nói là mưa lớn, sạt lở đang đe dọa nhiều địa phương, báo động tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng biểu hiện rõ rệt hơn, tác động không nhỏ đến đời sống của bà con nhân dân. Và bây giờ là những cập nhật của chúng tôi tại Vũng Tàu. Ghi nhận tại các đường Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Xô Viết Nghĩa Tỉnh, huyện Trân Công Chúa, Hoàng Hoa Thám, 30 tháng 4 bị ngập nặng. Có những điểm ven núi xảy ra hiện tượng sạt lở đất, các phương tiện giao thông di chuyển chậm, nhiều xe máy, ô tô bị chết máy ngay trên đường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-9 độ Vĩ Bắc đang hoạt động mạnh, với một vùng áp thấp ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ đã gây ra mưa lớn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày hôm nay, 21 tháng 10. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã phải mặc đồng phục bảo hộ kín mít và xuyên đêm để xử lý hai tổ ong vò vẽ có kích thước khủng gây nguy hiểm cho người dân ở quận 12 và quận 10. Khuya ngày 20 tháng 10, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo về tổ ong vò vẽ có kích thước khủng trước địa chỉ nhà dân ở khu phố 11, đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Tại hiện trường, tổ ong to, kích thước đường kính khoảng nửa mét, bao trùm kín đường dây điện ngay trước cửa ra vào nhà dân, có thể gây nguy hiểm. Nhận được tin báo của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng điều hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các chiến sĩ mặc đồng phục bảo hộ tiếp cận tổ ong. Do tổ ong bao kín đường dây điện nên công tác xử lý có gặp chút khó khăn. Tổ ong sau đó được đưa xuống đất an toàn vào rạng sáng ngày 21 tháng 10. Trước đó vào tối ngày 20 tháng 10, lực lượng chức năng cũng xử lý thành công tổ ong vò vẽ có kích thước dài khoảng 1 mét trong khuôn viên của trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình an ninh trật tự tại một số địa phương mà phóng viên Nóng 24 giờ đã cập nhật. Thưa quý vị, trong sáng nay ngày 21 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Luân, 37 tuổi, tự Luân Chùa, ngụ chung cư Mẫu Tâm, phường 5 thành phố Đà Lạt để điều tra về hành vi hành hạ trẻ em. Nguyễn Thành Luân đã dùng dây địch cột vào cổ con trai chắc đi trong hành lang chung cư, bắt bé này phải dùng miệng mô phỏng chó sủa. Hành động nhẫn tâm của Luân khiến nhiều người lên án mạnh mẽ. Theo lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt cho biết thêm, Luân đang chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Luân đã nhiều lần dùng cây, dùng gậy để đánh con trai của mình. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, sau khi đi nhậu về căn hộ của mình ở chung cư Mẫu Tâm, phường 5 thành phố Đà Lạt, Luân nghe vợ nói NAH 10 tuổi, con trai của Luân, có lấy 100.000 đồng. Nghe vậy, Luân đã dùng tay đánh thật nhiều lần vào mặt, mông của cháu H, rồi tháo dây thắt lưng bằng da, gập lại, đánh nhiều lần vào lưng và mặt của cháu H. Theo clip người dân quay và camera an ninh trong chung cư ghi lại, Luân còn bắt cháu H cởi hết quần áo, quỳ xuống sàn nhà, rồi tiếp tục đánh. Dã man hơn, Luân còn bắt cháu H sủa tiếng chó. Tiếp đó, Luân bắt cháu H bò từ căn hộ xuống cầu thang, rồi lại bò vào căn hộ. Không dừng lại, Luân lấy dây thắt lưng cởi trước đó, thắt vào cổ cháu H, rồi kéo cháu từ căn hộ ra tới hành lang chung cư, kéo xuống tầng trệt, sau đó tiếp tục kéo cháu ra tận ngoài đường. Sự việc có sự chứng kiến của vợ Luân và một số người hàng xóm. Khi cháu H bò ra đường, thì Luân tiếp tục đá vào người cháu, rồi cầm dây lưng lôi ngược cháu lên 2-3 lần tát vào mặt cháu H, bắt H bò từ đường lên lại căn hộ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, trong đêm ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt đã đến chung cư để nắm bắt làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng test nhanh ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng kết quả âm tính. Trong ngày 20 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo Công an thành phố Đà Lạt điều tra vụ việc bạo hành trẻ em đối với Nguyễn Thành Luân và xử lý nghiêm theo quy định. Hiện Luân đang bị tạm giữ hình sự để cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luân về hành vi hành hạ trẻ em. Cũng trong sáng ngày hôm nay 21 tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin,
Công an tỉnh này vừa di lý Trần Văn Xanh, 40 tuổi, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, nghi phạm đã đánh hai ông cháu thương vong, về công an tỉnh này để tiếp tục điều tra xử lý. Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nghi phạm có biểu hiện không bình thường về tâm lý, lúc khóc, lúc cười. Nghi phạm gây án không phải do mâu thuẫn. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10, ông CVX, 72 tuổi, trú tại tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đón cháu nội là CTM 5 tuổi đi học mẫu giáo về. Khi di chuyển qua trước nhà đối tượng Trần Văn Sanh 40 tuổi cùng quê thì bị người này chặn đường, dùng búa và rựa chém vào hai ông cháu khiến cả hai bị thương nặng. Nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Cháu bé không may tử vong, còn ông X bị thương rất nặng đang cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng Sanh cầm hai cây dao cố thủ trong nhà. Lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam phải leo lên nóc nhà sử dụng hơi cay cùng nhiều phương thức để tiếp cận đối tượng. Đến khoảng 19 giờ 40 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng. Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Sanh có dấu hiệu thần kinh không ổn định và từng được điều trị bệnh tâm thần. Hiện vụ việc đã được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ đánh nam sinh lớp 11 tử vong, hiện thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đáng chú ý, kẻ chủ mưu trong vụ việc này chỉ mới 15 tuổi. Những bị can này liên quan đến vụ đánh em NBK học sinh lớp 11A11 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Rành, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tân An, tỉnh Long An đã mời làm việc 14 thanh niên có liên quan, sau đó xác định 7 đối tượng tham gia đánh nam sinh lớp 11, trong đó Nguyễn Trần Trung Ca 15 tuổi là chủ mưu lôi kéo. Chiều ngày 17 tháng 10, sau khi hết giờ tan học, cả nhóm vây đánh em NBK bên ngoài trường học. Người dân đưa NBK đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Sau đó NBK được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, do em NBK bị chấn thương sọ não quá nặng, đã tử vong tại bệnh viện. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý. Tiếp theo là một tin tức tại Hà Nội, một chủ xe tay ga đắt tiền đã lần theo định vị tìm lại được xe máy bị mất. Đáng chú ý, tại nơi phát hiện chiếc xe này còn có hai chiếc xe tay ga đắt tiền khác nghi cũng bị trộm cắp. Cả ba chiếc xe máy sau đó được đưa về công an huyện Sóc Sơn. Vụ việc được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hai thanh niên lợi dụng sơ hở lấy cắp xe máy trên phố Huế, thành phố Hà Nội. Thời điểm trộm xe là 20 giờ 46 phút, cả hai dùng một xe máy khác đẩy xe trộm được qua cầu Vĩnh Tuy. Sau đó các đối tượng thay ổ khóa thông minh để khởi động xe bằng chìa khóa khác. Chủ nhân chiếc xe đã theo dõi quá trình di chuyển cũng như điểm đến như thiết bị định vị lắp trên xe. Khi truy vết và đến tận nơi, phát hiện xe nằm trong ngôi nhà ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đáng chú ý, ngoài chiếc xe có lắp định vị của chủ nhân truy vết, tại hiện trường còn có hai chiếc xe tay ga đắt tiền khác, nghi cũng là xe trộm cắp. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây đã xảy ra vụ việc hai thanh niên bám theo một phụ nữ tới tận nhà, sau đó xông vào cướp giật túi sách của chị này khiến cho nhiều người phải bàng hoàng. Được biết sự việc manh động này diễn ra ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm. Và sau đây sẽ là chân dung của các đối tượng cũng như là diễn biến vụ việc này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Từ lời khai của chủ xe máy về việc cho hai người bạn mượn xe, công an đã bắt giữ Nguyễn Chí Tâm, 29 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu và Nguyễn Chí Liêu, 32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang. Cả hai đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào trưa ngày 18 tháng 10, Tâm đi xe máy chở theo Liêu đến khu vực vòng xoay Gò Dưa, thành phố Thủ Đức, thì phát hiện người phụ nữ để giỏ sách phía trước xe. Cả hai bám theo, canh nạn nhân sơ hở để cướp giật. Khi người phụ nữ về đến nhà xuống xe mở cổng và đang dắt xe vào nhà, thì Liêu la đến giật giỏ sách có chứa máy tính xách tay, điện thoại di động, tiền, rồi lên xe Tâm tẩu thoát. Cả hai giấu chiếc điện thoại di động vào bãi cỏ, vứt giỏ sách khu vực gần cầu vượt Bình Phước 2. Đến sáng ngày 19 tháng 10, Liêu lấy máy tính xách tay và gọi một người tên Huỳnh Văn Khang để nhờ Khang bán giúp. Khi Khang bán được và đang trên đường về tại phường Tam Bình, thì công an mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Khang thừa nhận có biết máy tính là của Liêu và Tâm cướp giật được, nhưng vẫn nhận đi bán giúp. Mở đầu chuyên mục camera nóng hôm nay là một câu chuyện xảy ra trên một chuyến xe khách đang chạy trên cao tốc, thì một nam hành khách đòi xuống xe để giải quyết nỗi buồn. Tuy nhiên, tài xế không đồng ý vì đang trên đường cao tốc và cũng sắp tới trạm dừng nghỉ. Và quý vị biết không, nam hành khách này sau đó đã tấn công bắt tài xế mà không màng đến an nguy của hàng chục người đang có mặt trên xe. Và cái kết đắng mà anh ta phải nhận sau đó rất thích đáng. Cụ thể như thế nào, mời quý vị theo dõi sau đây. Theo đó, vị khách không chấp nhận
và có biểu hiện quá khích, nên tài xế vừa điều khiển xe ô tô vừa đề nghị mọi người kéo người này ra đằng sau. Lúc này tài xế nhắc lại xe đang đi trên cao tốc, trên xe đang có nhiều người. Hành động của nam hành khách rất nguy hiểm. Hành khách vẫn rất hung hăng, bất chấp nhiều người đi cùng trên xe giữ lại. Sau cùng, tài xế đành phải dừng xe, mở cửa cho người này xuống xe đi vệ sinh. Nhưng khi vị khách vừa xuống, tài xế liền đóng cửa xe và đi tiếp. Hành khách kia không kịp lên xe về cùng đoàn nữa. Tiếp theo chuyên mục camera nóng, mời quý vị cùng theo dõi tình huống tai nạn nguy hiểm của hai học sinh vừa xảy ra tại Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đây cũng là bài học xương máu cho các bạn học sinh không nên đi xe dàn hàng trên đường. Theo người chia sẻ clip, vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm khi trời đang đổ mưa. Một nhóm các học sinh đi xe dàn hàng trên đường rồi bị mắc tay lái vào nhau khiến một xe đổ ra đường. Rất may, tài xế kịp đánh lái, tránh đâm vào hai cháu học sinh bị ngã ngay trước đầu xe ô tô. Nạn mất cắp và móc túi tại trường học vào giờ tan tầm đón các bé đã không còn là câu chuyện xa lạ. Đơn cử mới đây nhất là vụ việc vừa xảy ra tại phường Phước Tân, thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể là khi phát hiện một phụ huynh đang đứng đón con có đeo ba lô phía sau, một đôi nam nữ đã áp sát táo tợn móc túi trộm tài sản giữa chốn đông người. Trong lúc đợi con, nữ phụ huynh này có lấy điện thoại ra sử dụng, sau đó để ở ba lô đeo phía sau. Ngay sau đó, một cặp đôi nam nữ đi xe SH xám nhìn khá sang đi tới, phát hiện. Người nam ngồi trên xe đợi, còn người nữ bước xuống, đứng phía sau người phụ huynh này, rồi tiếp cận, giở trò móc trộm điện thoại. Cả hai sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Từng khởi nghiệp với nghề nuôi cá chạch lấu nhưng chẳng may thất bại. Dẫu vậy, chàng trai Nguyễn Trí Thức, ngụ huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang lại bén duyên với một loại cá mang tên lạ, đó là cá tai tượng da beo. Quý vị có biết không ạ, loại cá này có một tên gọi khác nữa là cá heo lửa. Và dù có kích thước nhỏ nhưng do vẻ ngoài sặc sỡ đẹp mắt nên cá tai tượng da beo thường được chọn nuôi làm kiển. Nhờ vậy, chàng trai trẻ Nguyễn Trí Thức đã đút túi hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thưa quý vị. Và sau đây sẽ là câu chuyện khởi nghiệp thành công của chàng trai trẻ Hậu Giang. Mời quý vị hãy cùng phóng viên phụ trách chuyên mục Nhà nông thông minh của chúng tôi đến với huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để tìm hiểu. Tìm hiểu loài cá tai tượng da beo từ mô hình ở Sóc Trăng, vào năm 2019, anh Nguyễn Trí Thức, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã bỏ ra 15 triệu đồng mua hơn 5.000 con giống về nuôi thử nghiệm. Tận dụng bể nuôi cá chạch lấu trước đó, anh nuôi thử nghiệm trong 2 bể. Tay ngang chưa có kinh nghiệm, anh tiếp tục nhận trái đắng, đàn cá chết gần hết, chỉ còn khoảng 1.000 con. Không nản lòng, anh quyết định chinh phục loài cá này. Mới đầu thì mình chưa nuôi, mình chưa có biết kinh nghiệm về cái môi trường sống nó như thế nào và tập tính nó ăn ra sao, một cái môi trường nước nó như thì cũng chưa có rành, thì mình cũng bị thất bại. Thì từ những chỗ đó thì mình mới rút ra được cái bài học kinh nghiệm, và sau đó thì mình bắt lại thêm là 10.000 con nữa. 10.000 con nữa thì mình nuôi mới là thành công là mình mới ép đẻ cho tới bây giờ luôn. Cá tai tượng da beo hay còn gọi là cá heo lửa vốn là loại cá kiển có kích thước nhỏ nhưng có vẻ ngoài sặc sỡ đẹp mắt, thường nuôi làm kiển. Đúc kết kinh nghiệm trong quá trình nuôi và chịu khó, đến nay anh đã gây dựng đàn cá thành công. Hiện nay trang trại của anh luôn duy trì khoảng 80 cặp cá bố mẹ và trên 50.000 con cá giống, gồm hai loại cá tai tượng da beo trắng và cá tai tượng da beo đen. Mỗi năm cung ứng ra thị trường 200-300.000 con cá giống, với giá bán dao động từ 3.000 đến 30.000 đồng mỗi con tùy vào kích cỡ và màu sắc, giúp anh thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cá bố mẹ thì mình nuôi bằng cái quy trình là mình cho cá ăn bằng tép, ăn bằng tép sống hoặc là cua sống luôn, cua đồng. Rồi nếu mà ép thì cả bố mẹ là mình thả vô bể, rồi mình tạo cái cho nó không gian thoải mái vậy đó. Rồi mình nếu mà cho cá bố mẹ đẻ xong với miếng gạch xong thì mình mới đem vô trong cái thao mình ấp. Thì nếu mà cá đen thì ấp trong vòng 4 ngày lại nở, cá trắng thì 3 ngày lại nở. Cá này thì sinh sản thì trong dao động từ tháng giêng tới tháng chạp, và đẻ trong vòng từ 6 tới 7 tháng. Cá tai tượng da beo là loài dễ nuôi, tuy nhiên để cho cá sinh sản đạt tỷ lệ cao phụ thuộc vào tay nghề của người nuôi. Chàng trai này bực mí, mỗi một ổ trứng ấp ra khoảng vài trăm đến hơn 1.000 con cá một, nhưng vào mùa mưa rất khó ấp trứng cá và tỷ lệ hao hụt cao. Mùa nắng thì tỷ lệ trứng đậu rất cao, vì vậy lúc nghịch vụ anh Thức chỉ tập trung nuôi dưỡng cho cá tăng trọng lượng. Cái độ pH của nước thì nó dao động từ 6.5 đến 7.5. Cái độ pH thì cá nó sẽ sống được ổn định. Thì cái mới đầu cá bột thì mình ăn cho ăn trứng nước. Và trứng nước phải từ 7 tới 9 ngày.
là cho ăn trứng nước từ 9 ngày tới khoảng tầm đổ khoảng cỡ 20 ngày là mình cho ăn trùng chỉ. Rồi trùng chỉ xong thì cái thời gian đó là mình đổ trùng chỉ với thức ăn mình bóp lại, mình trộn lại, chuyển cá cho ăn thức ăn. Rồi sau đó mình mới chuyển qua thức ăn. Anh Thức cho biết không chỉ dựa vào trọng lượng mà màu sắc của cá tai tượng da beo quyết định giá trị của loại cá này. Nếu loại cá thường chỉ khoảng 20.000 đồng mỗi con, khi cá càng lên màu, hoa văn đỏ dọc hai bên bụng sặc sỡ thì giá bán đến 30.000 đồng mỗi con. Vừa tham gia công tác đoàn ở địa phương, vừa nuôi cá làm giàu, anh còn tận tình hỗ trợ kỹ thuật giúp đỡ những thanh niên khởi nghiệp từ loại cá này ở địa phương. Thời gian dành cho chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng là quý vị cũng đã tìm thấy nhiều thông tin thiết thực ở bản tin nóng 24 giờ. Minh Phương cùng Bích Hồng xin nói lời chào tạm biệt quý vị tại đây. Chương trình này sẽ quay trở lại vào ngày mai trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Còn bây giờ Bích Hồng và Minh Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.